bệnh lem lép hạt lúa do những nguyên nhân nào gây ra? Đâu là giải pháp phòng trị hiệu quả bệnh này? Nội dung cụ thể sẽ được tiến sĩ Hồ Văn Chiến hướng dẫn chi tiết. Dạ, kính thưa bà con nông dân, thì chúng ta thấy là trong cái canh tác lúa thì đã khó khăn cái giai đoạn đầu rồi, tuy nhiên cái giai đoạn sau cũng khó khăn còn hơn nữa. Thì bà con biết là từ cái lúc mà lúa trước khi đồng đồng cho tới trổ đó, thì có cái hiện tượng nó gọi là lem lép hạt, chúng ta gọi là cái từ chung thôi. Còn cái lem lép thì nó có rất nhiều nguyên nhân. Tôi lấy thí dụ như nó bị sâu lục thân, cái trường hợp nữa tức là bệnh đậu ôn, cái trường hợp nữa do cái vi khuẩn và cái nấm bệnh, nữa là bà con biết tức là cái nó gọi là bất thụ vé. Ngoài ra thì có cái con Santomonas. Tôi lấy thí dụ như đây là một cái bông lúa nó bị lép, nhưng mà chúng ta thấy nó lép hết nha. Thì chúng ta nắm nhổ nhẹ lên, chúng ta thấy ở dưới này nó có cái dấu vết, đó là cái con sâu đục thân nó đục vô đây. Thành ra chúng ta nắm dở lên nó đi luôn, nó rất dễ. Thì những cái bông lúa như thế này là nó bị sâu đục thân. Và bà con thường sử dụng cái thuốc sai lầm là khi chúng ta thấy như thế này chúng ta mới sử dụng thuốc. Bà con muốn trị cái sâu đục thân á, chúng ta phun là cái con sâu tuổi 1, tuổi 2 nó chưa có vô ở trong. Chúng ta phun nó rất là dễ chết. Còn nếu nó vô trong rồi, tôi khuyên bà con thôi không cần phun thuốc nữa. Tại vì cái chồi này chúng ta cứu không được, cái bông này vẫn lép. Còn một cái trường hợp nữa tức là nó do bệnh, thì ở đây là bệnh đậu ôn. Bà con mình thấy cái cổ bông ở đây là nó bị tấn công bởi cái nấm bệnh đậu ôn. Và chúng ta thấy nếu mà nó tấn công sớm mà như cái bông này đây là nó lép rất nhiều. Thành ra chúng ta phải phòng trị cái bệnh đậu ôn này lúc lúa trổ lác đác. Tại vì cái bà con thấy là cái cổ, cái lá ở đây thì nó có cái cọng lông. Thành ra cái ẩm độ nó chỗ này nó rất là cao. Và cái bào tử nó dính là dính vô cái cổ này, chứ nó không có dính lên trên. Và nó tấn công chỗ này bà con thấy là rất nhỏ. Và khi nó tấn công như vậy thì khoảng 2 đêm thôi thì cái dinh dưỡng từ lá nó chuyển lên không có được. Cái đường nó bị nghẹt đi và cái lép là rất nhiều. Còn nếu mà nó tấn công muộn chút xíu thì bà con thấy là một số hột nó lép và một số hột nó còn chắc. Thì đó là cái do bệnh đậu ôn. Riêng cái do cái vi khuẩn và cái nấm bệnh thì bà con thấy, tôi lấy thí dụ như đây là một cái chồi mà do vi khuẩn và nấm bệnh. Bà con thấy là ở đây nó có rất nhiều cái hột mà bị đen đen. Thì cái hột do vi khuẩn Pseudomonas là từ ở trong, phía bên trong cái cuốn hột nó tấn công ra. Còn cái những cái hột mà nó bị bên ngoài này đó là do nấm. Thành ra đôi khi mình thấy là có cái hột là do nấm mà do vi khuẩn luôn. Và khi mà phun thuốc trị bệnh đậu ôn cổ bông thì chúng ta phun đợt đầu là cái lúc lúa trổ lác đác. Cái lần hai lúc lúa trổ đều chúng ta phun lại nữa, thì bà con nên cộng một cái loại thuốc bệnh và một cái loại thuốc vi khuẩn để chúng ta ngừa luôn cái vi khuẩn này. Một cái trường hợp nữa là bà con biết tức là cái nó gọi là bất thụ vé do cái đặc tính của giống. Bất thụ vé là sao? Là cái hạt này nó nằm ở bên trong cái đồng đồng, lúc đồng đồng là nó không có hạt phấn rồi. Và dường như nó cũng không có cái nấm luôn. Do vậy mà khi nó trổ ra nó không có thụ phấn và nó không thụ tinh luôn. Bà con thấy trên một cái bông có thể là có dài ba hột, nó trắng mà nó hơi biến dạng, tức là nó hơi cong đó. Đó là bất thụ vé. Thành ra bà con thấy những cái này là không thể nào trị bằng thuốc được hết. Ngoài ra thì có cái con Santomonas, tức là con vi khuẩn Santomonas. Thì ở đây nó không có cái mẫu, thì bà con sẽ thấy là gì? Nó lép, mình gọi là lép vàng đó, nó lép hết luôn. Và cái bông lúa nó rất sạch sạch. Như vậy là chúng ta cũng trị cái con Santomonas này giống như con Pseudomonas hồi nãy tôi nói. Tức là vừa thuốc nấm và vừa thuốc bệnh, phun cái giai đoạn lúa trổ đều. Và từ đó về sau bà con đừng có phun gì nữa hết, để chúng ta bảo đảm rằng ở trong cái hột gạo, hột lúa chúng ta không có dư lượng thuốc trừ sâu để dễ dàng bán và xuất khẩu. Và xin cảm ơn bà con. Các nguyên nhân và cách phòng trị lem lép hạt cho lúa. Lúa bị lem lép hạt do nhiều nguyên nhân gây ra như sâu đục thân, bệnh đạo ôn cổ bông, vi khuẩn và nấm bệnh, bất thụ ré hay vi khuẩn Santomonas. Tuyệt đối không phun thuốc phòng trị lem lép hạt có nguyên nhân là do bất thụ ré và sâu đục thân khi sâu đã đục vào bên trong thân lúa. Chỉ nên phun thuốc phòng trị lem lép hạt khi sâu đục thân ở tuổi 1 đến tuổi 2, phòng trị bệnh đạo ôn cổ bông lúc lúa trổ lác đác.
phòng trị nấm bệnh và các vi khuẩn như Santhomonas ở giai đoạn lúa trổ đều bằng hai loại thuốc bệnh cộng với thuốc trị vi khuẩn, và sau đó không phun xịt gì nữa để đảm bảo an toàn, hạt lúa không tồn dư thuốc bảo vệ thực vật.